Chào các bạn, rất vui được gặp lại các bạn. Hôm nay là có một cái video nhỏ nhỏ nữa để chia sẻ với lại với các bạn, những cái bạn mà mới học về AutoCAD. Khi các bạn mở một cái trình AutoCAD lên thì các bạn sẽ có một cái mặc định. Thì cái màu nền của AutoCAD nó như thế này. Hôm nay chúng mình sẽ hướng dẫn lại một cái cách rất là nhỏ thôi để các bạn có thể đổi lại cái màu nền cho AutoCAD để vẽ có thể thao tác dễ dàng hơn và cái nhìn có thể ngọt ngào hơn chút. Trước tiên thì về cái giao diện của AutoCAD mới đời cao thì các bạn có một cái giao diện như thế này. Và những cái bạn mà dùng từ đời 2007 thì các bạn đang hơi gặp khó khăn về cái việc thao tác, bởi vì nó có những cái rất là mới lạ ở trong phần giao diện. Thì nếu các bạn gặp khó khăn về vấn đề này, các bạn có thể vào đây, các bạn chuyển. Đây là tất cả các giao diện mà AutoCAD làm cho chúng ta. Thì các bạn có thể chuyển về Auto Classic. Ở đây AutoCAD Classic đây. Đó, các bạn có thể chuyển về thì giao diện khá giống với phần CAD 7 mà trước đây các bạn đã dùng, hoặc là CAD đời thấp hơn. Thì với thao tác như này các bạn sẽ làm dễ chịu hơn. Ok. Bây giờ cái việc mà đổi màu nền cho cái phần này thì các bạn vào Option. Đây, chuột phải Option. Hoặc các bạn đánh lệnh OP. Ok, các bạn đánh OP thì các bạn có một cái bảng hiệu chỉnh như thế này. Chúng ta hiệu chỉnh đôi chút về cái phần này. Thì ở phần display này, các bạn có cái để các bạn chuyển cái màu nền cho AutoCAD. Sử ở đây mình bấm vào column này. Thì đây cái spec của bạn đã chọn là một cái màu riêng biệt này. Các cái phần khác cũng thế. Ở đây các bạn có thể chọn theo ý các bạn. Ở đây bạn chọn này, đây mình chọn là môi trường 2D model spec này, thì các bạn chọn là màu đen. Ok, save layout, các bạn cũng chọn màu đen đi, thêm môi trường block màu đen luôn cho nó dễ làm. Ok, còn cái khác để nguyên, cái này màu trắng được rồi, common để màu này được rồi, apply để. Ok, còn tiếp theo đây là cái phần con trỏ chuột này, cái sợi tóc của nó đấy. Và các bạn ok. Sau khi bạn ok thì các bạn được một môi trường như thế này, nhưng mà trên môi trường model, trên môi trường layout thì các bạn vẫn đang bị như thế này. Đó, chỉ có cái vùng in này, cái vùng in mà nó mặc định ấy. Thật ra cái này các bạn có thể tạo ra được. Cái vùng in này thì nó hiện màu đen để các bạn tràn khổ màu đen luôn. Thì các bạn lại vào đó, các bạn chỉnh cái phần này. Đây, display paper background, các bạn chỉnh lại cái phần này. Các bạn bỏ cái tích phần trên này đi. Ok là xong. Đó, rất đơn giản như vậy thôi. Như vậy là các bạn đã có môi trường vẽ một cái nền đen như này, làm việc nó dễ dàng hơn, và các cái phần hiển thị nét màu nó cũng chuẩn xác hơn. Ok, cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Chúc các bạn thành công.